bạn nấu thật ngon nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Màu đẹp chưa? Quá đẹp luôn, sặc sỡ luôn. Và tiếp tục mình sẽ đảo cho đến khi mình nhìn thấy cái miếng thịt đó nó trong lên thì là được. Lúc đó nó chín là màu nó mới giữ được. Và bây giờ bếp mình vẫn để số 7, từ từ mình sẽ nấu ở đây cho phần thịt nó cạn nha. Và thỉnh thoảng thì mình đảo qua đảo lại. Sau khi mình đảo được 5 phút, bây giờ mình sẽ mở lửa lớn lên. Lúc này mình mở lửa lớn, mình đảo như vậy thì cái phần thịt mỡ nó sẽ trong. Đảo cho đến khi mình thấy cái phần nước nó cạn, rút hết vào trong thịt đó, và thịt nó lên màu, thì lúc đó mình mới cho cái nước mắm còn lại vô. Rồi lúc này mình nhớ hạ lửa xuống nha, bởi vì không thôi là nó dễ cháy. Khi nào mình nhìn mình thấy cái phần thịt ở trong nồi đó nó lên màu đẹp thì lúc đó mình hạ lửa. Còn nếu chưa thấy đẹp á thì tiếp tục mình mở lửa một chút xíu cho nó lên màu, để chút nữa cái màu này nó bền. Và bây giờ mình nhìn vào mình thấy cái phần thịt nè, nó đẹp quá trời luôn rồi. Thế là được rồi đó. Bây giờ thì mình mới cho phần nước mắm, nước ướt lúc nãy còn mình cho vô. Quá ngon luôn, ơi là ngon. Rồi tiếp tục mình đảo tiếp một lúc nữa. Lúc này thì gọi là thịt rang. Nếu như mình muốn kho thì mình sẽ cho nước vô. Và hôm nay mình khuyên sẽ kho, do đó sẽ cho nước. Và cái này sẽ không cho nhiều nước. Nước nóng nha, nước sôi là càng tốt. Nước mình cho vô nè, 150 ml. Và mình để cho phần nước nó xâm xấp như vậy nè. Kho như vậy là ngon lắm. Mình sẽ để lửa nhỏ từ từ và mình kho cho nó sệt lại. Nãy giờ được 2 phút, mình quay qua mình đảo